Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 mới Global Success, và hôm nay chúng ta cùng nhau giải cái đề thi giữa học kỳ 2 năm học 2022-2023, một đề tham khảo cho các bạn sau bài 789. Rồi, chúng ta phát âm ED, các bạn nhớ có 3 cách phát âm ED. Thứ nhất các bạn phát âm là it đối những trường hợp kết thúc là tờ với đờ. Trường hợp thứ hai các bạn đọc là tờ đối trường hợp là có kết thúc là chó, sủa, xôn, sao, khắp, phố phường. Còn lại các bạn đọc là đờ. Giờ chúng ta áp dụng vô trường hợp này. Celebrated, chữ tờ này, celebrated nhé. Lighter, waster, stopster. Các bạn khoanh câu A. Sang câu số 2, wait là chữ A, gravy là chữ A, parade là chữ A, later là chữ A. Vậy chúng ta phân vào câu C. Sang câu số 3, bri là chữ A này, money là chữ Y, key là chữ Y và honey là chữ Y. Vậy chúng ta phân vào câu A. Sugar là sờ dài cho nên chúng ta phân vào câu A này. Mấy câu kia là sờ ngắn, scare, say, rồi surprise là sờ ngắn, sugar là sờ dài. Vậy chúng ta phân vào câu 2A. Câu 4A chứ. Rồi qua bài tiếp theo đó là cái bài nhấn âm stress, nhấn âm stress là nhấn âm này. Rồi chúng ta coi này, festival nhấn âm 1, perform nhấn âm 2, parade nhấn âm 2, enjoy nhấn âm 2. Vậy khoanh vào festival. Sang câu số 2, famous là nhấn âm 1, famous. Rồi Christmas là nhấn âm 1 luôn. Những danh từ ham tiếp đa số nhấn âm 1, động từ ham tiếp đa số nhấn âm 2. Easter nhấn âm 1, rename nhấn âm 2. Vậy khoanh vào câu D. Sang câu số 3, money nhấn âm 1, teacher nhấn âm 1, delicious nhấn âm 2, funny nhấn âm 1. Vậy chúng ta khoanh vào câu C. Greasy nhấn âm 1, exciting nhấn âm 2, shocking nhấn âm 1, moving nhấn âm 1. Vậy khoanh vào câu B. Đó là đáp án của chúng ta. Rồi chúng ta qua bài ba la mã, nha. Khoanh tròn đáp án đúng này. Mẹ của tôi đã từng có tóc dài đen khi bà ấy còn trẻ. Đây là quá khứ đây, quá khứ các bạn. Và cái này đã từng làm gì đó trong quá khứ, đó là you to, cộng động từ nguyên mẫu, vậy ở đây các bạn khoanh là you to have rồi. Câu A. Sang câu số 2, is it, cái này là how far is it from your house to the nearest cinema, khoảng 2 cây số, tức là hỏi bao xa. Các bạn nhớ là how far nhé, how far is it là một cái cụm từ rồi. Câu tiếp theo, bộ phim quá nhàm chán, chúng tôi xem nó từ đầu tới cuối. Thì mặc dù chúng ta đang cần cái từ mặc dù, và chúng ta có mặc dù là on đâu. Đây là một mệnh đề chủ ngữ cộng với động từ, ở đây thì chúng ta phải xài on đâu. Còn chú ý cái từ despite nó cũng là mặc dù, nhưng nó sẽ cộng với cụm danh từ ở đây. Cụm danh từ hoặc là một cái verb in đằng sau này luôn, không có chủ ngữ thì chúng ta xài despite. Trường hợp câu số 3 nó có danh từ, có chủ ngữ, nó là một mệnh đề, chúng ta phải xài on đâu. Phải khoanh đảo câu C. Sang câu số 4, tôi chắc rằng bạn sẽ thấy bộ phim như thế nào. Amusing, hay đó. Rồi tiếp theo, câu số 5, tôi rất là gì để mà học gì, the director of that scripting film has been given a prize. Ở đây chúng ta đang cần một tính từ ở đây. Tôi quan tâm. Chúng ta chọn interested. Rồi câu tiếp theo, gà quay là một trong những món ăn truyền thống của lễ gì, lễ tạ ơn Thanksgiving là lễ tạ ơn. Diwali là lễ hội của Ấn Độ, Tết này. Rồi Halloween là lễ hội hóa trang. Rồi sang bài số 4. 4 mã. Rồi chúng ta có này, perform là động từ trình diễn, và chúng ta đọc cái bài này, chúng ta thấy chúng ta đang cần một noun đây, một danh từ đây, màn trình diễn đúng không? Màn trình diễn của cô ấy rất là xuất sắc. Vậy chúng ta sẽ chuyển nó thành performance. Rồi tiếp theo, culture là danh từ văn hóa, và chúng ta phải úm ba la si bùa thành gì? Activity là danh từ rồi, và trước danh từ là một tính từ, chúng ta phải biến nó thành tính từ là cultural. Sang câu số 4, trận đấu bóng đá rất là exciting, đang cần một tính từ đây, exciting. Tiếp theo, tôi rất là amazing, tôi rất là amazing,
Tôi rất là ngạc nhiên rằng anh ta đã chiến thắng giải. Ok.